Nếu như bạn là một người chuyên làm những cái ngành nghề thiết kế đồ họa nè, rồi dựng ảnh, dựng phim, thiết kế nhân sự ảnh, nói chung là tất cả các ngành nghề liên quan đến lại đồ họa nói chung nè, và chuyên sâu á, thì nếu mà bạn đang cần một chiếc màn hình có thể gọi là đủ tốt để có thể hỗ trợ mình trong cái công việc đó, thì đây Asus ProArt chắc chắn một cái lựa chọn tốt dành cho bạn. Và cái mức giá mà mình xem trên web á, nó chỉ có 16.990.000 mà thôi. Và với cái mức giá mà dưới 20 triệu thế này, chúng ta sẽ được cung cấp một chiếc màn hình 4K nha. Và bây giờ thì em nó sẽ có những tính năng gì nữa, cùng xem sau phần intro nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ muốn đi vào phần thông số màn hình của em này trước. Tại vì em này sở hữu rất là nhiều cái thông số mà gọi là nó rất là hoàn hảo, cái việc là làm đồ họa giống như là cái tên ProArt của em nói nha. Giống như những cái điều mà em nó mang lại cho mình thì nó rất là sắc nét nè. Rồi những cái chi tiết nó được tái tạo lại nó rất là gọi là sắc và nó không có bị bóng mờ hay là bị vỡ ảnh. Thì cái điều đó các bạn có thể thấy thông qua những cái video cũng như là những cái MV 4K mình đã bật từ nãy đến giờ. Thì các bạn có thể thấy nha, nó không có gặp tình trạng bị bóng mờ nè. Và cái hình ảnh nó cũng rất là sắc nét, rõ nét, nó không có bị vỡ ảnh hay là vỡ hình một chút xíu nào cả. Và cái điều đó khiến như mình kể cả khi là mình đang làm việc nè, đang dựng clip hay là đang chơi game hay là đang giải trí với những cái bộ phim, những cái MV thì mình cảm thấy nó rất là mãn nhãn và rất là trọn vẹn luôn. Dĩ nhiên khi chúng ta nói đến cái phần đồ họa thì không thể nào bỏ qua cái phần màu sắc được. Và cái độ phủ màu của em này nó làm mình rất ngạc nhiên khi em nó mang một cái độ phủ màu rất rộng, 100% sRGB, 99% Adobe RGB và 99% DCI-B3. Và kèm với đó là độ delta E nhỏ hơn 2%. Thì cái delta E này sẽ là cái độ lệch màu. Mà như các bạn thấy cái độ lệch màu của em này nó rất là thấp và nó đã biến em màn hình này trở thành một trợ thủ cực kỳ đắc lực và hoàn toàn phù hợp để làm tất cả các thao tác về nhu cầu đồ họa nè. Từ các thao tác nhẹ nhàng như chỉnh ảnh, retouch, làm phim, dựng phim và tất cả mọi thứ liên quan đến màu sắc thì em này hoàn toàn có thể mang đến cho bạn những cái dải màu chuẩn chỉnh, đẹp đẽ và sinh động. Và ngoài ra thì em này có một cái độ sâu màu là 10 bit cho phép hiển thị hơn 1,07 tỷ màu trên màn hình. Cho nên là mọi chi tiết trong ảnh dù là nhỏ nhất cũng được tái hiện lại khá tốt và rõ nét nha. Và đối với mình là một cái người dùng cơ bản này, mình chỉ dùng em nó để mà dựng phim rồi dựng những cái clip cơ bản xương xương, kèm với đó là có chỉnh sửa hình ảnh nè và có chơi game cũng như là giải trí một xíu với những cái bộ phim hay là những cái MV ca nhạc mình yêu thích đó, mình cảm thấy là mình cực kỳ ưng cái màu sắc mà em này mang lại cho mình luôn. Và mình nghĩ là em nó hoàn toàn phù hợp để mà các bạn có thể sử dụng để mà làm đồ họa một cách chuyên sâu hơn và những cái thao tác đồ họa nó nặng hơn và cần cái độ chỉnh xác màu chuẩn nhất luôn á. Và thời gian phản hồi của em nó cũng khá nhanh và mượt mà nha. Khi mà mình di chuyển các tab qua lại giữa các thiết bị thế này thì mọi thao tác diễn ra nhanh chóng nè, nó không bị khựng lại hay là bị giật lắc một xíu nào cả. Và khi mà mình chơi game thì cũng không gặp tình trạng xé hình hay là nhiễu hình, kể cả khi là đang ở những trận combat rất là hăng và rất là máu lửa như thế này. Đồ họa trong game cũng được tái tạo rất là sắc nét, màu sắc sinh động và trong trẻo, nên mình có cảm giác rất thoải mái và trọn vẹn khi mà dùng em màn này để giải trí nha. Và khi mà làm việc thì nó cũng rất là ok. Cái việc dựng clip và dựng ảnh trên em này khiến mình thấy khá an tâm, do là cái độ chuẩn màu cao, cái độ phủ màu cũng rộng nên cũng không quá lo lắng đến việc bị sai màu hay là cái việc mà bị chênh màu quá nhiều giữa các clip khác nhau. Và khi mình làm việc song song giữa hai máy thế này thì cũng ok la, không bị lắc hay là bị không giật một xíu nào cả. Và em này thì cũng có nhiều chế độ màu sắc khác nhau cho các bạn có thể tự điều chỉnh theo nhu cầu cũng như là sở thích của mình nha. Và đó là về cái phần thông số của em này. Thì như các bạn thấy nha, với cái mức giá là dưới 17 triệu, cụ thể là 16.990.000 thôi mà chúng ta đã có một cái màn hình nó gọi là có những cái thông số rất là chuẩn xác, rất là tốt để mà làm cái thao tác đồ họa và dựng clip đồ, nói chung là nó rất là chuyên sâu như cái tên ProArt của em nó luôn. Chúng ta có một cái độ phân giải, chứ có một độ phân giải là 4K, kèm với đó là những cái độ giải phủ màu nó rất là rộng nè, như là 100% sRGB, 99% Adobe RGB và 99% DCI-B3. Thì như các bạn thấy, cái em này hoàn toàn sẽ là một cái trợ thủ đắc lực và cực kỳ phù hợp cho các bạn trong những cái thao tác đồ họa chuyên sâu như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần thiết kế của em nó nha. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là cái phần thiết kế của em nó cũng khá là tối giản thôi, nhưng mà nó cũng không có được gọn gàng cho lắm, cũng không có được nhẹ nhàng lắm đâu. Như là cái phần màn hình này nó sẽ có kích thước là 27 inch, thì nó sẽ hơi lớn một xíu với những cái màn hình thông thường mà chúng ta hay thường thấy có cái kích thước là 23,8 inch đồ đó. Thì cái kích thước này nhìn chung là các bạn sẽ cần một cái không gian nó hơi lớn hơn một xíu để có thể set up vừa và phù hợp với em này. Nhưng mà bù lại thì cái phần thiết kế này nó được làm mỏng hơn khoảng 30% so với các thế hệ trước rồi, nên bạn cũng không cần phải là quá lo lắng về cái vấn đề là liệu em nó có phù hợp với lại cái phần làm việc của mình hay không nha.
Và em này thì nó có một cái gam màu khá là cơ bản thôi, đó là cái phần màu đen ở cái vỏ bên ngoài. Và cái phần đế kim loại thế này thì có cái màu là xám sáng một xíu và có một cái độ nhám nhẹ, nhưng mà cũng có cái độ bóng bẩy nhẹ nhàng nha. Thành ra khi mà các bạn set up vào phần làm việc của mình thì cái góc làm việc cho dù nó có đơn giản đến đâu thì nó cũng sẽ bật được một cái độ gọi là thanh lịch và một cái độ nổi bật nhất định của em máy này nha. Và cái phần đế thì theo mình thấy nó cũng không có gọi là quá là bám vân tay đâu, cho nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về cái vấn đề thẩm mỹ khi mà sử dụng em máy này nha. Và cái em máy này thì với cái phần chân đế được thiết kế theo kiểu là công thái học, các bạn có thể thoải mái nâng lên nâng xuống nha, rồi điều chỉnh cũng như là xoay dọc xoay ngang hoặc là làm nghiêng em nó theo cái sở thích cũng như là cái nhu cầu hay là cái góc làm việc của mình sao cho nó phù hợp nhất với ý của bạn nha. Và nếu như bạn là một cái người mà ghét cái việc mà gắn dây vào thì nó bị lung tung, bị lộn xộn và dễ rối và khiến cho bạn làm việc trong cái bừa bộn hơn, thì em này hoàn toàn có thể giải quyết được cái vấn đề đó. Do chân đế được trang bị một cái lỗ thế này, bạn có thể luồn dây qua để cố định cho dây không bị lạc lung tung hay là bị rối vào nhau. Và em này thì có cái viền hai bên khá mỏng nhưng mà cạnh viền dưới vẫn còn hơi dày một chút, thì đánh giá cá nhân của mình sẽ là như vậy nha. Tuy nhiên thì với cái kích thước là 27 inch, cùng với đó là cái góc nhìn được mở rộng ra 178 độ, mình thấy cái góc nhìn nó cũng khá lớn rồi và có thể là bạn sẽ phải xoay đầu một chút nếu muốn nhìn được thấy hết cả màn, cho nên cái phần cạnh dưới có hơi dày một xíu cũng không sao cả. Và ở phần cạnh dưới này thì cũng sẽ có một cái dải nút bấm để bạn có thể hoàn toàn điều chỉnh em nó cũng như các thông số màu sắc theo như sở thích của mình nha. Và cái cổng kết nối của em này cũng khá là đa dạng, như là USB-C nè, HDMI nè, cổng DisplayPort và USB Type-C, USB Type-A và USB Type-C downstream, USB 3.2 và một jack tai nghe 3.5mm, nên bạn có thể thoải mái sử dụng hay là kết nối với các thiết bị khác như là laptop và máy tính bảng nha. Các bạn không biết là các bạn có ghét cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng laptop chung với màn hình thì là mình sẽ phải cắm thêm pin hay là nói chung là phải kết nối rất là nhiều dây để mà đảm bảo cái laptop vẫn luôn trong cái tình trạng là có pin để mà sử dụng và nó không bị sập nguồn giữa chừng, gây cản trở cái trải nghiệm của chúng ta khi mà làm việc không. Thì đối với em này các bạn cũng không cần lo, bởi vì cổng USB Type-C của em nó có thể cung cấp một cái công suất sạc lên đến 96W, thành ra các bạn có thể sử dụng song song cả hai máy cùng một lúc mà không gặp tình trạng là máy laptop bị hết pin giữa chừng và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng mình nha. Thì dĩ nhiên với cái công suất sạc có sẵn là 96W như vậy thì đối với những cái thiết bị mà nó đòi hỏi một cái công suất sạc cao hơn, ví dụ như là em MacBook Pro 16 thì em nói có công suất sạc là 140W, thì cái em máy này nó sẽ không thể nào mà sạc cho em MacBook đó một cái công suất sạc chuẩn chỉnh nhất được, nhưng mà vẫn có thể sạc ok và gọi là đảm bảo cái trải nghiệm của các bạn được mượt mà nhất và được smooth nhất nha. Và ngoài ra thì em này cũng được trang bị thêm một cái vài cái công nghệ bảo vệ mắt khác của ASUS, giống như là khử ánh sáng xanh nè, rồi khử nháy nha. Thì chúng ta có thể vừa làm việc nè, rồi vừa hỗ trợ được cho công việc chúng ta mà còn vừa hỗ trợ bảo vệ đôi mắt của chúng ta nữa. Tóm lại thì với cái mức giá là 16.990.000 thì mình cảm thấy em máy này hoàn toàn xứng đáng với cái số tiền mà mình sẽ bỏ ra khi mà sắm em nó về nha. Bởi vì có cái gì nè, độ phân giải là 4K, cùng với đó là rất nhiều những cái thông số cực kỳ tốt luôn. Đó, như mình đã vừa đề cập đến ở trên nha, kèm với đó một cái thiết kế công thái học. Nói chung là em này trong cái việc mà vừa bảo vệ cuộc sống của chúng ta và vừa bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta, nó làm được rất là tốt và rất là hoàn toàn phù hợp với các bạn làm về ngành đồ họa nè, về thiết kế đồ họa, về dựng phim ảnh với bạn, tất cả mọi thứ liên quan đến cái phần đồ họa nha. Và nếu mà các bạn có hứng thú với em này và muốn tham khảo thêm hãy nhớ vào đường link mình để dưới phần mô tả nha. Và đồng thời thì video cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau nhé. Bye bye.